Xin được giới thiệu cùng với mọi người một cái mặt dây thạch anh tóc vàng hình trái tim. Được mà làm từ đá thạch anh tóc vàng hoàn toàn tự nhiên. Cam kết là đá chuẩn tự nhiên 100%. Nếu mọi người đi mà phát hiện ra không phải là đá tự nhiên thì tôi cũng xin chịu trách nhiệm và đền gấp 10 lần giá trị các đơn hàng. Viên này thì có cái bề cao của đá là 2,2 cm và bề ngang bên này là 2 cm và nó có độ dày là 1 cm. Mọi người muốn làm cái mặt dây có thể bọc bạc, làm cái mặt dây rất là đẹp, bọc bạc, bọc vàng, thạch anh tóc vàng, một dòng trong những dòng thạch anh hết sức là quý hiếm. Hiện cái mặt này tôi đang giao lưu cùng với mọi người với giá là 200.000 đồng. Nếu bác nào mà quan tâm muốn sở hữu hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Mọi người có thể gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo theo số điện thoại này cho tôi. Bác nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các cái sản phẩm về đá đẹp tự nhiên mà kênh của tôi sẽ mang đến cho mọi người. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.